em nghĩ là ngày xưa nếu mà mình đi chơi nhiều hơn thì bây giờ có nhiều chuyện kể hơn cái môn lý nó đem lại cho mình một cái uh, khả năng đó là trừ tượng hóa cũng như là khả năng tưởng tượng rất là tốt cái đấy giúp ích khá nhiều cho em trong cái, cái việc mà những cái ý tưởng hay ấy, nó chỉ là một phần của thành công thôi cái ý tưởng là cái bước đầu là cái tiền đề nhưng mà cái việc vận hành rất là quan trọng các bạn trẻ mà tham gia các cái công ty thì em nghĩ là mình cũng nên tìm một người thầy cho mình không chỉ là về chuyên môn mà còn về các cái kỹ năng sống việc của mình là làm sao những cái dự án mà mình làm ra ấy, nó đem lại lợi ích cho người dùng và nó tích cực Chào mừng các bạn đã đến với podcast Người Trong Môn Nghề podcast hướng nghiệp dành cho người trẻ tại Việt Nam Mình là Việt Anh và hôm nay thì mình sẽ có mời đến đây một vị khách là một người em khá là thân thiết mà mình mới quen Thân thiết nhưng mà lại mới quen Bởi vì lý do tại sao thì có lẽ là khi xem một lúc nữa thì các bạn sẽ hiểu và mình xin giới thiệu ở đây cùng ngồi với mình có bạn Trung hiện giờ đang làm CTO, giám đốc kỹ thuật của Nami Foundation. À, có lẽ không để các bạn chờ lâu nữa, mình cùng đến với phần giới thiệu của chính bản thân Trung. Em là ai và em muốn nói gì với các khán thính giả đang xem podcast người Trong Một nghề. Xin chào các bạn, mình giới thiệu mình là Trung. Thì mình bắt đầu đi làm từ 2017. Thì thời điểm đó là À, khoảng 2 năm mình làm trong à, vị trí là phát triển phần mềm ở Nam Y à, hai năm tiếp theo thì à, mình à, được à, gọi là nâng cấp lên vị trí là trưởng nhóm phát triển phần mềm và hiện tại thì mình đang là CTO của Nam Y NAMI Foundation. Nam Y Foundation là một tổ chức có vai trò là à, nghiên cứu phát triển các dự án à, trong công nghệ à, blockchain và các dự án trong à, lĩnh vực à, à, công nghệ tài chính ở trên Việt Nam cũng như là toàn thế giới. OK, đây là một phần uh, giới thiệu mà anh nghĩ là uh, tương đối uh, đầy đủ về công việc của em. Nhưng mà anh muốn uh, tìm hiểu vì, vì đối tượng khán giả của podcast người trong nghề là những bạn rất trẻ, có trong đó có rất nhiều bạn là đang ngồi trên ghế nhà trường. Thì anh cũng rất là tò mò muốn biết muốn chung giới thiệu thêm một chút nữa về cái cái sự nghiệp học tập hay là trước đó của mình có phải là Nami Foundation là công việc đầu tiên của em hay không hay là nó là như thế nào, cơ duyên nào dẫn em đến những cái con đường mà em đang lựa chọn bây giờ vì anh thấy em đi một quãng đường rất dài về Nami. Em có thể chia sẻ thì hồi cấp 3 thì uh, em là cựu học sinh của khối chuyên lý uh, của Đại học Khoa tự nhiên. Và khi lên đại học thì uh, em là sinh viên lớp uh, chất lượng cao của uh, Trường Đại học Bách khoa. Thời sinh viên thì thì em nghĩ là mình chắc là cũng cũng khá là máu lửa tham gia nghiên cứu khoa học rồi cũng tham gia các dự án startup cùng với cả mấy bạn nữa và năm thứ tư đại học thì em bắt đầu đi làm thì Nami là công ty đầu tiên của em và cũng là công ty hiện tại em đang làm như vậy là em học tổng hợp chuyên chuyên tổng hợp chuyên lý và sau đấy thì học bách khoa nghe có vẻ khá là gọi là anh gọi là gì nhỏ gọi là con ngoan trò giỏi có phải có phải đấy đấy là một từ mà miêu tả đúng bản thân em không em có coi mình là một con ngoan trò giỏi không em nghĩ là ngày xưa thì thì đúng đấy à, kiểu mình cũng như là một kiểu hình mẫu vậy hình mẫu luôn hình mẫu của gọi là con nhà người ta có phải con nhà người ta không Hay không, không đến mức con nhà người ta nhưng mà à, em cũng thường được khen là, à, là biểu, à, ví dụ trong các con ngoan buổi họp gia đình các thứ là những đứa em bị gọi là so sánh có bị không à, cũng thường xuyên nhưng mà em nghĩ em nghĩ là cái 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 khía cạnh đấy ấy, thì đối với mình ấy, thì mình lại cảm thấy cái hồi mà mình đi học thì mình hơi nhát ừ. đúng kiểu là à, chỉ biết học thì thì em nghĩ là nếu mà bây giờ quay lại cái thời điểm đấy ấy, thì mình nên tự tin hơn và mình chơi nhiều hơn tí ừ. anh khá, anh khá tò mò về khía cạnh đấy à, nếu mà em không chơi tức là em em muốn là hồi đấy em chơi nhiều hơn. Thế thì ngày xưa không phải không chơi thì em làm cái gì? Ví dụ cả thời cấp 3 đi. À, cấp 3 là đi sâu hơn với cấp 3 là em học ở tổng hợp này. Và sau đó thì lên đại học, lên bách khoa. Vì rõ ràng em đang ước là em có thể chơi được nhiều hơn, tức là em phải dành thời gian để em làm một cái việc gì đó khác. Thế thì anh anh khá tò mò về điều đấy. Em nhớ là cái hồi em học cấp 3 ấy, thì phần lớn thời gian uh, trong cái quãng thời gian học ấy, thì là em học uh, đội tuyển. Tại hồi đó em có tham gia thi học sinh giỏi quốc gia thì có khi là nguyên một năm trời là mình không được lên lớp ừ, Tức là học riêng Đúng rồi, mình học riêng Sẽ có khoảng 10 bạn ạ 10 bạn nó và, và mình được các thầy kiểu dạy riêng Như vậy là tính ra là mình mình đi học ở trên trường nhưng mà mình không được gặp các bạn Cái thời điểm mà học đấy thì cũng cho mình rất nhiều kiến thức Cũng như là rất nhiều tư duy Mình được mình được dạy dỗ bởi các thầy là rất giỏi gần như là tốt tốt các thầy giỏi nhất ở, ở Việt Nam luôn đó. nhưng mà sau này nghĩ lại thì khi mà gặp lại bạn bè ấy, thì thì mình đâu có kể chuyện ngày xưa mình học thế nào đâu ừ. chỉ kể lúc nào đi chơi đi trốn học với nhau thôi Kiểu vậy ừ. thì em nghĩ là ngày xưa nếu mà mình đi chơi nhiều hơn thì bây giờ có nhiều chuyện để kể hơn ừ. nhưng mà bù lại thì em lại có những uh, thành tựu nhất định đúng không? vì uh, không phải ai cũng có thể gọi là tham gia được vào đội tuyển để thi học sinh giỏi em có em có giải quốc gia đúng không? em có với, giải quốc gia về môn vật lý dạ. oh, anh cũng rất là thích học vật lý ngày xưa anh học ở chùa nang anh cũng học lớp uh, chọn lý bọn anh không có chuyên thì uh, dù sao đấy cũng là một môn mà môn học mà anh nghĩ là có rất nhiều tính ứng dụng và nó không chỉ đơn thuần là câu chuyện nó không khô khan về số liệu hay là không quá khô khan về lý thuyết mà nó lại có nhiều cái ứng dụng trong cuộc sống thì anh khá là thích môn vật lý và anh nghĩ là những người học giỏi lý là những người có một cái sự cân bằng khá là tốt giữa câu chuyện là lý thuyết và thực tế em cũng nghĩ vậy kiểu ngày xưa khi mình đi học ấy thì các thầy của mình kiểu đúng như kiểu là thần tượng của mình luôn ừ. kiểu không chỉ mà học giỏi rồi là thầy còn hát hay đàn giỏi rồi làm thơ nói chung là rất là lãng mạn thì mình cảm thấy là ok môn lý ngoài những cái tư duy mà nó đem lại cho mình ấy, mình có thể tưởng tượng được mọi thứ về các hiện tượng mình ngồi một chỗ rồi mình tưởng tượng những cái trên trời những vũ trụ cao siêu hoặc là những cái rất là nhỏ như kiểu là nguyên tử phân tử rồi dưới nữa nữa thì nó đem lại cho mình một cái khả năng đó là uh, trừ tượng hóa cũng như là khả năng tưởng tượng rất là tốt cái đấy giúp ích khá nhiều cho em trong cái cái việc mà vận hành các cái hệ thống sau này. Ừ anh đã hỏi về chuyện đấy. Tức là anh cũng khá thắc mắc về câu chuyện là những cái thứ em học được đấy nó có bây giờ em có ứng dụng được nó không và trong công việc em có cảm thấy rằng là nó hữu ích hay không? Em nghĩ là um, tất nhiên là những cái mà em học được từ hồi cấp 3 hay hồi đại học ấy thì uh, thường nó sẽ là rất là rất là rộng, uh, nó mang tính lý thuyết và nền tảng và để mà thực sự để ứng dụng những cái đó thì mình sẽ phải làm các công việc liên quan đến nghiên cứu. Còn đối với công việc như em là cũng liên quan đến phát triển sản phẩm cũng như là quản lý con người. Thì những cái mà em nghĩ nó đem lại cho mình là cái tư duy. Tư duy ở đây ví dụ cụ thể nó là kiểu? À, em ví dụ như là khi mà mình vận hành một cái hệ thống ấy thì không tránh khỏi những cái sự cố thì khi mà đối mặt với một sự cố ấy, thì thì mình sẽ phải dự đoán là, ok cái cái sự cố này thì nó có thể xảy ra do vấn đề gì, đấy, có thể có những cái tác nhân nào mà gây ra cái sự cố đấy. Em cảm thấy là là những cái mà ngày xưa cái tư duy mình mình có được ấy, từ cái hồi đi học ấy nó giúp ích rất nhiều. À, ví dụ như là à, thường thì em sẽ là người mà phát hiện ra cái sự cố đây đầu tiên và tìm ra được nguyên nhân đầu tiên để mà khắc phục nhanh nhất. Có một cái trường hợp mà mà trong cái cái mã nguồn của mình ấy nó nó có một cái đoạn lỗi logic. À, nó gây ra bởi bởi một cái à, một cái bên thứ ba à, thì à, khi mà mình mình tra soát lại những cái lịch sử của một cái giao dịch ấy, thì nó sẽ có thứ tự a b c d à, kiểu vậy thì khi mà mình nhìn ok cái giao dịch này nó nó bị dừng ở ở ở cái bước là bước thứ c chẳng hạn được rồi thì à, lúc đấy mình mình đoán được ra ngay là ok nó nó có thể do nguyên nhân nào và mình tìm được nó rất là nhanh nhiều khi rất khó để để mô tả cái này uh, trong người khác kiểu, ồ oh, tại sao mày có thể tìm ra nhanh như thế? Uh, thì cái này nó, nó như kiểu là cái kỹ năng uh, của mình rồi, uh, nó như kiểu một cái gọi là bản năng thứ hai nó gọi là mình học và mình đã quen với kiểu tư duy như vậy rồi. đúng rồi. vừa nãy em có nói về uh, câu chuyện là trước trước khi mà làm NAMI thì em cũng có khởi nghiệp, tức là cũng có tham gia vào các dự án khởi nghiệp thì uh, anh muốn nghe kỹ hơn về câu chuyện đó được không? bởi vì anh cũng là một người đi làm khởi nghiệp từ khi mới ra trường có thể là mình sẽ có những cái điểm chung. Em bắt đầu biết đến Startup là năm thứ hai đại học. Em nhớ thời điểm đó là à, có một bộ phim rất là nổi tiếng đó là cái bộ phim uh, Social Network của Mark Zuckerberg. Ừ. Kiểu nói truyền cảm ứng cho cho tụi sinh viên của em rất là nhiều. Một anh chàng ok học lập trình rồi à, mặc áo đi à, suốt ngày ôm cái laptop. Rồi mình có một cái ý tưởng mình thực hiện nó. À, rồi phát triển nó lên thành một công ty tỷ đô nhìn nghe rất là hấp dẫn luôn ừ. tụi em cũng, gọi là cũng mơ mộng như vậy thì cũng uh, tạo lập một cái nhóm khoảng uh, có 5 bạn thì uh, cũng nghĩ ra một cái ý tưởng đợt đấy của em nhớ là cái ý tưởng của em là mình sẽ tạo ra một cái mạng xã hội cho những người đi xe ô tô thì ví dụ như là um, mình có thể chia sẻ những cái địa điểm mà kiểu ăn ngon này, rồi có những cái đoạn mà ví dụ là trên đường ấy người ta đang có tắc đường hoặc đang có tai nạn thì mình có thể chia sẻ cho nhau, à, từ đó là hình thành một cái cộng đồng những người mà à, chia sẻ những cái kiến thức về ô tô này, này và trợ giúp nhau khi mà lái xe. Em nhớ là cái đợt đó khi mà mới mới phát hành ra cái phiên bản đầu tiên của cái ứng dụng ấy thì cũng có khoảng tầm 2.000 lượt tải là các bác tài xế đấy, bọn cũng cũng đi mời dùng thử rồi tham gia các cuộc thi khởi nghiệp đó thì đó, em nghĩ đó cũng là một cái thành công của bọn của bọn em tuy là nó không thành công về mặt thương mại nhưng mà ít ra nó mình nó cũng vượt qua một cái gì đó đó là so với các bạn sinh viên khác thì mình cũng đã uh, trải nghiệm được một dự án thực tế như nào và uh, cái sản phẩm của mình cũng có cũng có người dùng cũng cũng nhận được những cái phản hồi đã. tuy nhiên là sau này thì cái sản phẩm đấy thì bọn em không theo được lâu đã. cũng có nhiều lý do à, cho nên là vào năm thứ tư đại học thì thì tụi em đã dừng lại và mỗi đứa chọn một uh, cái con đường riêng và lúc đấy con đường của em là con đường là dẫn đến công công việc hiện tại của em luôn đúng rồi có một cái gì đấy gọi là thú vị xung quanh câu chuyện đó không em nhớ là cái đợt à, tụi em làm cái sản phẩm đấy ấy, thì thì để mà duy trì được cái nhóm năm à, bạn á thì bọn em hay à, đi thi à, người đi ta thi để gọi là giải thưởng đúng xong gọi là người ta gọi là đi thi để lấy tiền đấy ừ. bọn em đi thi nghiên cứu khoa học này à, em nhớ đợt đấy là năm thứ thứ tư thì phải thì em có được giải nhất nghiên cứu khoa học của viện nghiên cứu rồi à, cũng đi thi mấy cuộc thi khởi nghiệp thì trong đó có một cuộc thi khởi nghiệp của Đại học Bách Khoa thì em nhớ là mình mình cũng được giải, rồi từ đó là mình được tài trợ một cái suất ngồi ở ở cái BK up, tức là cái cái khu làm việc chung á của up đặt trong trường máy khoa luôn. Mình cũng tình cờ là Nami Nami là công ty hiện tại của em ấy. Thì ngày xưa là cũng startup, cũng đi thi khởi nghiệp. Nhưng mà cái đợt mà thi cùng em thì Nami lại không được giải. Cùng vào bọn em được và bọn em được <laughs> nhưng mà nami lại chơi với cả up cho nên là cũng được tài trợ một suất ở đấy thế là hai team là ngồi cạnh nhau thế rồi khi mà bọn em mỗi đứa một nơi thì thì anh ceo của nami thời điểm đấy anh đại thì có rủ bọn em qua ok mấy chú kiểu không chơi với nhau nữa thì thì qua đây chơi với anh theo lúc đấy em đồng ý luôn hay là như nào thực ra thời điểm đấy em cũng phân vân khá nhiều ạ À, như như kiểu là lúc đấy là mình đang đứng chữ, đứng giữa một cái ngã ba đường thì em nhớ thời điểm đấy là là em cũng thuộc dạng là tốt ở trong lớp cho nên là có xuất đi đi du học pháp và mấy đứa bạn của em thời điểm đấy ấy, cũng đang làm ở mấy cái công ty công nghệ cũng gọi là to như là viettel hoặc là pt thì cũng rủ mình qua đấy làm À, nghe thì việc theo FPT là thấy thấy kiểu thích rồi đúng không ừ. <laughs> sinh viên mà thì Nami thời điểm đấy là lựa chọn thứ ba của em thôi à, ok mình mình thấy là ở đây một cái startup rồi cũng môi trường cũng giống như là mình từng làm đó như vậy thì cũng cân nhắc và cuối cùng là mình lựa chọn Nami và em làm tới bây giờ ừ. có một câu chuyện gì đặc biệt liên quan đến lý do tại sao mà cái đấy đang là lựa chọn thứ ba nó lại thành lựa chọn cuối cùng của em không em nhớ là đợt đấy là là anh CEO ấy là à, hứa hẹn là khi mà vào Nam Mỹ thì sẽ có một anh gọi là senior thời điểm đấy là sẽ dẫn dắt cả team hiểu không? rồi phát triển sản phẩm thì em rất thích cái đoạn mà khi mà vào một công ty ấy à, mình luôn luôn cần một người là mentor cho mình dù bất à, dù đi bất kỳ công ty nào và hiện tại ấy, các bạn trẻ mà tham gia các cái công ty thì em nghĩ là mình cũng nên tìm một người thầy cho mình không chỉ là về chuyên môn mà còn về các cái kỹ năng sống cũng như là bất bất kỳ một cái kiến thức gì mình cần học ấy, thì mình cũng nên tìm một người thầy Đó. thì thời điểm đấy là à, anh ceo là mời một anh senior em nhớ thời điểm đấy là rất là vip thì em nghĩ là ở đây là mình sẽ học hỏi được là nhanh nhất và mình sẽ học được nhiều nhất cho nên là em chọn nami và công ty đi làm rồi xong này là mãi mê quá, thế là mình quên luôn cái mục tiêu đi du học luôn. Lúc đầu thì em tính là vào NAMI một thời gian, à, rồi, <laughs> Lúc đầu cũng tính là vào một tí để cho đẹp hồ sơ rồi đi học, à? hay là cho có thêm kinh nghiệm rồi đi học. Tức là mình mình cũng là tìm hiểu thêm một cái gì đó, nhưng mà làm một thời gian kiểu thấy mình mê quá, mê làm sản phẩm, rồi rồi những cái mình làm ra à, có người dùng, thế là mê quá rồi bỏ luôn cái mục tiêu đi du học. Hay là cái đoạn em nhớ là cái đoạn mà phỏng vấn đi du học ấy là em tách luôn từ vào người xe. <laughs> trong khi là từ là một người mà rất là sáng giá, là một trong những người gọi là top đầu mà khả năng cao là sẽ được nhận. Khả năng cao. Cái lúc lúc mà em bị trượt cái phỏng vấn đấy thực ra là em có cố gắng cho cái việc mà sẽ được đi đấy không hay là cái trượt đấy là em đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà nó chỉ thế thôi. Em nhớ là thời điểm đấy là uh, sẽ có các giáo sư ở bên Pháp về phỏng vấn. Ừ. Thì các giáo sư bên Pháp sẽ phỏng vấn bằng tiếng Pháp thì ngày xưa em học à, cái chương trình kỹ sư chất lượng cao là chương trình liên kết tự Pháp với cả Việt Nam mà Thế nên mình phải học cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Thế là trước đấy thì em cũng đã đu, ôn luyện, uh, ôn luyện tiếng Pháp là đủ để mà có thể giao tiếp rồi cũng như là trình bày các cái vấn đề để mà để mà phỏng vấn rồi. Nhưng mà cái thời gian mà đi làm ấy nó kéo dài hơn một năm, kiểu mình mê quá, xong rồi mình mình không ôn luyện nữa. Thế rồi đến cái đoạn mà phỏng vấn ấy thì thầy hỏi về tiếng Pháp sau em lại trả lời mình tiếng anh, ừ, tức là vẫn nghe được uh, câu vẫn hỏi, vẫn nghe được tiếng pháp nhưng mà không không nói được. Thế là ok <cười> <cười> chấp nhận là mình tạch. Tài... <laughs> nhưng mà chính ra đó là một câu chuyện khá là hay mà bây giờ kiểu nghĩ nghĩ lại chắc là nó cũng là một cái mà ví dụ sau này có thể kể cho là các anh em về sau là kiểu có thể đến một ngày đó là con cái về một thời mình cũng khá mình là anh liệt khá, khá anh, anh liệt. khá là anh liệt. Em nghĩ là còn một cái 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 sự kiện nữa khi mà em đi làm mà mà đúng theo kiểu là ngày xưa là Mãi, mãi đi làm quá mà các thầy còn không nhớ là mặt mình ở trên trên lớp nữa đi đi học ít quá mà rồi có một cái sự kiện đó là sự kiện ngày mùng 6 tháng 6 năm 2017 em còn nhớ cả ngày luôn em nhớ chứ à, cái ngày mùng 6 tháng 6 ấy là ngày sinh nhật của công ty thế là thời điểm đấy là toàn bộ nhân viên ấy thì sẽ sẽ di chuyển vào Hồ Chí Minh để để làm một cái sự kiện thì anh CEO là chọn cái ngày đó làm ngày ra mắt sản phẩm luôn trùng hợp thay là là khi mà mình đang là co team rồi mình đang 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 làm một cái nhân tố chủ chốt trong cái sản phẩm đấy thì mình buộc phải vào thôi nhưng mà ngay cái buổi sáng ấy trước khi cái sản phẩm ra mắt thì thì cô giáo sư hướng dẫn em cô gọi là trung à, à bây giờ cô cần em báo cáo cho cái đồ án tốt nghiệp bây giờ em lên lên trường gặp cô nhé thế là em em phải nhắn cô là Cô ơi em đang đi công tác thế này thế kia. Thì uh, buổi sau em uh, lên trình bày được không? Thế là em nhớ mãi. Cô bảo là thôi em ạ, à, à, cô nghĩ là để kỳ sau em bảo vệ đi. Ừ. Thế lúc đấy như kiểu là xét đánh ngang tay mình ấy. Buổi chiều thì là mình, mình uh, ra mắt sản phẩm. Uh, thì buổi sáng là mình bị trượt tốt nghiệp. <laughs> Và nó thành kỳ sau thật luôn. Và thành cô kỳ sau, sau thật luôn. Cô không dọa mà cô gọi là thực sự đã cho em ra kỳ sau Cô cho em sang kỳ sau Còn buồn cười nữa là ngay cái buổi sáng hôm đấy Cô vừa gọi em xong là Thôi chung là kỳ sau tốt nghiệp Thì cô thư ký ở trường gọi cho em là chung à cô chúc mừng em nhé em được học bổng vì là sinh viên xuất sắc của trường <laughs> nó rất là éo le <cười> <cười> mọi thứ thay đổi chỉ vì nhưng mà nó là một câu chuyện anh nghĩ là khá hay tức là kiểu mình tại vì anh cũng là một người làm startup mà nó sẽ có những cái khoảnh khắc như thế có khoảnh khắc mà gần như mình khi mình nghĩ lại thì mình thấy nó nó là những cái bước ngoặt đấy bởi vì nếu mà giả sử như cái đấy nó không xảy ra thì có thể là hướng đi của mình rất khác ví dụ như câu chuyện về Spyroom bọn anh chẳng hạn thế thôi sẽ có những thời điểm mà có một thời điểm mà bọn anh kiểu sau khi mà đi tách nhau ra đi làm bởi vì lúc ấy bọn anh không không bọn anh hết tiền tách nhau ra đi làm mới một năm đi làm thế sau đó mà khi quay trở lại thế là cái thời điểm đấy là đầu tiên là một bạn bạn co founder của anh là bạn nga lê Vy, bạn ấy quyết định là bỏ việc ở hồi đấy bạn đang làm dna quyết định bỏ việc trong một ngày quyết định là ok thôi bỏ để về làm trước làm sách lúc đấy bọn anh có mô hình rồi anh bắt đầu làm sách trong đầu anh nghĩ chắc là mình thôi cố gắng là mình vẫn đi làm đâu đó khoảng tầm hai ba tháng nữa rồi mình nghỉ tại vì mình vẫn cảm giác là mình cần một cái nguồn tài chính nhất định cộng với là dù sao thì bây giờ kiểu khởi động lại thì nó cũng phải từ từ ấy nhưng mà chẳng hiểu vì một lý do gì mà chỉ sau đó khoảng tầm tuần thế sao thì lại anh cũng nghỉ luôn đấy và khi mà nghĩ lại thì mình thấy là ừ có những cái mà nghe thời điểm đấy rất sai nhưng mà cuối cùng kết quả thì nó lại chứng minh là nó đúng anh nghĩ là quyết định của em ở thời điểm đấy nó cũng là một quyết định dũng cảm và anh anh cảm thấy là đó là một cái thực sự khá là inspiring khá là truyền cảm hứng à không không phải cảm hứng ở đây là cảm hứng về câu chuyện là bỏ, học, bỏ, bỏ học hoặc, hoặc là bỏ. Bỏ. <laughs> lùi tốt nghiệp nhưng mà nó là một câu chuyện cảm hứng về câu chuyện là dám đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm cho cái lựa chọn của mình và thực sự là vượt lên nó mặc dù là uh, 5 năm đại học ở bách, ở bách khoa ấy, thì em chưa từng trường một môn nào thậm chí là toàn điểm cao uh tức là full học bổng luôn kỳ nào cũng được học bổng mà em nhớ là thời điểm đó là học bổng ở trường đại bách khoa là chỉ khoảng tầm 1 đến hai phần trăm trong tổng số sinh viên là được thôi thì thì như kiểu là mình mình như kiểu là thuộc dạng là là à, kiểu người ta còn nhiều người ta ấy đó, nhưng mà đến cái kỳ cuối cái năm cuối cùng thì khi mà mình đi làm rồi mình cảm thấy là ok thì mình đã học mình đã có cái nền tảng rồi bây giờ mình cần phải tìm một cái môi trường để mình vùng vẫy anh thấy tức là có một cái trải nghiệm nhất định ở cái cái lĩnh vực gọi là khởi nghiệp thì uh, anh lại thấy có một quan điểm thực ra anh cũng gặp rất nhiều rất nhiều bạn đặc biệt là các bạn trẻ các bạn hay nghĩ rằng là ví dụ khởi nghiệp các bạn đặt rằng là muốn thành công thì mình phải có một ý tưởng kiểu đột phá một cái ý tưởng gọi là rất là khác biệt thì uh, cá nhân anh thì anh không anh không quá tin vào câu chuyện ý tưởng nhá anh anh nói, nói trước luôn là anh anh tin nhiều hơn vào câu chuyện vận hành bởi vì anh nghĩ rằng là uh, ý tưởng thì mình có thể kiếm được ở bất cứ đâu, có thể mình ngồi ra quán trà đá ngồi nghe hai ông bên cạnh nói chuyện nó cũng ra tưởng. Nhưng mà anh tin hơn vào câu chuyện vận hành và anh không tin là ai cũng có thể vận hành tốt để có thể biến một ý tưởng thành sự thật. Từ góc nhìn của em là một người cũng làm khởi nghiệp, anh em mình cũng có những điểm chung như vậy thì em em nghĩ thế nào? Em nghĩ là những cái ý tưởng hay ấy thì nó chỉ là một phần của thành công thôi. Ví dụ như là ngày xưa khi mà cái startup đầu tiên mà em làm ấy thì cái ý tưởng mà em làm nó nó rất là kiểu uh, nghe thì nghe thì rất là nghe fancy, fancy. nghe là rất là kiểu có ích. Ừ. Uh, rất nhiều người mình nghĩ là mình người ta sẽ thích. Tuy nhiên là là cái cái này thật là trùng hợp kiểu sáng nay em cũng mới đọc một cái bài báo ấy, người ta bảo là uh, gần như 100% những cái startup uh, thành công ở Việt Nam là đi copy ý tưởng từ từ các cái startup đã thành công từ nước ngoài. và mình nội địa hóa những cái ý tưởng đó thì uh, sau này ấy, khi mà uh, làm rất nhiều những cái dự án cũng như những dự án thất bại và cũng như dự án thành công ấy thì em nhận ra là uh, cái ý tưởng là cái bước đầu là cái tiền đề nhưng mà cái, cái việc vận hành rất là quan trọng và không cái, không đơn giản cái việc vận hành là nó khô khan à, mà trong cái thời thời gian mà mình vận hành ấy thì mình cũng phải có rất nhiều ý tưởng để mà có thể tối ưu được cái 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 ý tưởng ban đầu của mình, tại vì ý tưởng thực chất ấy nó là mình à, mình gặp một cái đề bài, rồi mình nghĩ ra một cái giải pháp cho cái đề bài đấy, Đó. thì cái đề bài ban đầu là cái động lực cho mình và bước bước đầu tiên, còn rất nhiều bước nữa tới thành công thì mình buộc phải có những cái ý tưởng nữa. McDonald ở Việt Nam chẳng phải cạnh tranh với cả rất nhiều những cái con phở còn phở kiểu vậy, thì Uh, McDonald là ý tưởng người ta là đồ ăn nhanh, nhưng mà khi về Việt Nam nếu mà người ta không biến tấu ấy thì và cái cái việc vận hành của người ta ấy, nó không phù hợp với cả cái văn hóa của mình thì rất khó cạnh tranh. Tại vì đồ ăn ở Việt Nam cũng siêu nhanh luôn, mà lại còn siêu rẻ. Đúng. Đó. Cái đó là cái quan điểm của em. Tức là cái việc vận hành nó cũng là một chuỗi những ý tưởng mà mình phải nghĩ những cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề. Ừ đúng. Tức là nó không phải là câu chuyện ý tưởng ở đây chỉ là một và trong cái hành trình, trong cách đi Anh cũng tin vào cái điều đấy Tức là trong cách đi của mình, mình chỉ cần làm khác đi một tí Và để cùng đạt được mục đích Và cái khác đấy đôi khi Nó phải tích lũy từ rất nhiều cái thử, thử nghiệm này Với nhiều kinh nghiệm Và đôi khi là những cái đấy mình Thông thường là khi mà mình chưa có trải nghiệm Thì mình hay nghĩ rằng là Nó là thứ gọi là đương nhiên Nhưng mà trên thực tế thì anh nghĩ là, là là cũng sẽ có rất rất rất, rất nhiều thứ gọi là innovation hay là những cái đột phá nó xuất phát từ những cái rất là nhỏ như vậy nhưng mà mình nói uh, rộng hơn một tí đi về uh, câu chuyện cái nghề nghiệp hay cái ngành của em là ngành blockchain anh nghĩ rằng là thông tin về blockchain thì thực sự nó cũng không có nhiều có quá nhiều và nó cũng không có quá nhiều cái nguồn chính thống để mà mình có thể biết được rằng thực sự là ngành đó như thế nào và nó có những cái gì đang diễn ra hoặc là đã diễn ra Em là một người đã có 5 năm nhỉ, 5 năm làm việc trong lĩnh vực blockchain. Thì anh rất là muốn, anh rất là muốn cái phần 2 của cái thảo luận của mình nó sẽ xoay quanh cái chủ đề về công việc và làm việc ở trong lĩnh vực blockchain. Thì để mình bắt đầu cho cái 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 phần thảo luận này, anh muốn hỏi em một câu là vì sao? Tức là start with why đúng không? Tại sao em lại chọn lĩnh vực blockchain? Em nghĩ là em sẽ chia sẻ sâu hơn một chút về về cái công nghệ này. Thì nói một cách dễ hiểu ấy, thì công nghệ blockchain này là một công nghệ cho phép mình lưu trữ và xử lý à, dữ liệu một cách phân tán tức là không phụ thuộc vào một bên trung gian nào nói dễ hiểu thì nó như, giống như một nền tảng và các ứng dụng có thể xây dựng trên nó thì một trong những cái ứng dụng nổi tiếng nhất ấy, đó là liên quan đến thanh toán đó là bitcoin biết nói bitcoin thì ai cũng biết nhưng mà thực tế thì bitcoin chỉ là một cái ứng dụng của công nghệ blockchain thôi đó là Bitcoin sử dụng blockchain như một cái sổ cái Để mà có thể uh, Lưu trữ cái tài sản của người dùng Thì mỗi người dùng sẽ có một cái địa chỉ ví Và người ta có thể uh, Gửi tiền cho nhau Hoặc là kiểm tra những cái lịch sử giao dịch của mình Mà không bị phụ thuộc Vào một bên bất kỳ uh, Bên thứ ba ví dụ là ngân hàng hay là Một tổ chức nào đó Tưởng tượng blockchain nó giống như một nền tảng uh, Thương mại điện tử đi Thì những cái ứng dụng Ở trên công nghệ blockchain đó sẽ là những cái sản phẩm Mà được bán ở trên Cái sàn đó Thì Có rất nhiều những cái ứng dụng uh, Mà Người ta đang Áp dụng công nghệ blockchain uh, Trong uh, Tài chính thì chắc chắn rồi uh, Có Y tế này Nông nghiệp này Rồi nghệ thuật Thì gần đây nhất Em nhớ là 2010 2021 Thì là một cái đợt bùng nổ NFT đúng NFT đó ừ. Thì đó Đó là một cái Cái mảng ứng dụng công nghệ blockchain Đó là Mình sẽ Số hóa các cái tác phẩm nghệ thuật và định danh nó bằng một cái một cái cái địa chỉ duy nhất chứng thư số ừ, đúng à. rồi và nó là duy nhất cho nên là nó có thể đại diện cho cái việc sở hữu bản quyền của cái 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 cái, cái tác phẩm đấy. Thì cái việc NFT ra đời và việc những cái game mà play to earn tức là chơi mà để kiếm tiền đó vào thời điểm đó nó giống như một cái cái sự bùng nổ ấy tại vì là cái gì mà dễ hiểu thì người ta sẽ uh, rất dễ rất dễ để mà có thể sử dụng thì game chắc là em nghĩ là chắc khó cái gì mà có thể dễ hiểu hơn và dễ tiếp cận hơn game cả game đến học sinh lớp ba uh, học sinh 3 tuổi còn chơi được đúng không? thì 3 khi tuổi mà... chưa phải học sinh các bạn nhưng mà <cười> <cười> ok tiếp tục đi Đấy chưa thì okay. mình mình sử dụng cái công nghệ blockchain để mà có thể lưu trữ những cái vật phẩm rồi thanh toán đó thì ngay lập tức nó tạo ra một cuộc bùng nổ luôn Tại vì là trước đây là cái việc thanh toán Như kiểu anh anh mua thẻ Ngày xưa anh có chơi mấy cái võ game lâm, online không? Võ lâm, võ liếc Võ lâm rồi FIFA ừ, rồi nướng kích à, các kiểu Thì mình phải nạp tiền thì mình phải chạy ra Em nhớ là phải chạy ra ra cửa hàng luôn mua cái thẻ ừ. Xong rồi là thay, qua thanh toán mấy cái như kiểu là VTC Pay à, Kiểu vậy Thì bây giờ mình muốn mua một cái vật phẩm Ở trong game ấy thì đơn giản là mình chỉ cần sở hữu một cái ví điện à, ví điện tử có cho phép thanh toán với cả cái cái token đó rồi mình sử dụng cái token đó để để thanh toán thôi nó rất đơn giản nó đơn giản tại vì sao tại vì là cái công nghệ blockchain ấy là nó không phụ thuộc vào bên thứ ba nào cho nên là nó cũng không phụ thuộc vào cái địa lý tức là một cái game mà ở châu âu đi chẳng hạn thì anh hoàn toàn anh ngồi ở việt nam anh có thể thanh toán và anh mua cái game đó được còn anh ví dụ như là Bây giờ mà mình sử dụng những cái nền tảng mà uh, chơi game trực tuyến mà truyền thống đi, ví dụ như Steam chẳng hạn, à, thì bây giờ mà muốn mua thì mình lại phải có có tài khoản. Tài khoản xong ừ. rồi là phải nạp tiền qua cái quốc gia đó, là có thẻ thẻ thanh toán quốc tế kiểu vậy. Thì với những cái người mà chưa có đủ điều kiện để mà tiếp cận với những cái công nghệ đó thì thực sự là rất khó khăn. Nhưng mà công nghệ blockchain thì nó nó làm đơn giản hóa mọi thứ và làm nó làm cái việc thanh toán ấy, uh, xuyên quốc gia trở nên dễ hơn em thấy dễ hơn rất là nhiều so với cái thời thời của anh với mình mà khi mà chưa có công nghệ blockchain em nhớ là cái thời điểm mà mình làm startup ấy uh, bắt đầu làm thì em có thể coi là từ năm thứ hai đại học đi thì cái quá trình mình làm là mình chỉ có um, <laughs> lúc nào cũng cố gắng rồi uh, cái vấn đề đau đầu nhất thời điểm đó là làm sao để có uh, có kinh phí để vận hành ừ, bọn đó anh như để duy, như duy trì như vậy startup mà Thưa người ta bảo giờ bảo là startup thường là à, lúc nào cũng trong tình trạng là là thiếu vốn phải đi gọi vốn để sống mà thì cái thời điểm năm 2017 ấy, khi mà bọn em đang xây dựng một cái sản phẩm là trợ lý ảo để phục vụ những người mà đầu tư tài chính ấy thì thời điểm đó bọn em cũng cũng gặp khó khăn về cái phần tài chính như vậy đến cuối năm 2017 ấy, là cái thời điểm mà 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 cái thị trường uh, blockchain bùng nổ. Em nhớ là cái thời điểm đó là có có một số công ty là gọi vốn được khoảng 80 triệu đô như là cái bờ Network gì đấy. Thế lúc đấy mình nghĩ là wow, thì kiểu các công ty các công ty mà có ứng dụng công nghệ blockchain thôi ấy, thì cái 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 phần gọi vốn ấy nó trở lên rất là đơn giản. Thế là mình nghĩ là ok, mình cũng là một công ty công nghệ, cũng làm trong mảng tài chính và mình cũng hiểu biết về nó thì tại sao là mình không nhảy vào và uh, nghiên cứu về nó và ứng dụng những cái uh, những cái bài toán mà mình đang giải quyết ấy mà sử dụng công nghệ blockchain. Thì cuối năm 2017 thì thì bọn em có uh, nghiên cứu cũng như là phát triển một cái sàn giao dịch trên công nghệ blockchain và thời điểm đó thì tụi em cũng gọi vốn được khoảng 5 triệu đô. Ừ. Thì nó nó như kiểu là từ một startup nghèo mà bây giờ mình có mình đã có nguồn tài chính để mà có thể uh, duy trì vận hành cái sản phẩm hiện tại cũng như là phát triển những cái sản phẩm mới ấy. thì đó cũng gọi là một cái thành công bước đầu của một startup thì đó cũng là cái động lực ban đầu mà mà để em uh, em nhảy vào cái thị trường blockchain này tuy nhiên thì thì cái gì đến nhanh thì nó cũng cũng đi nhanh thì chắc anh làm trong lĩnh vực startup và em em cũng nhớ là anh có một cái startup liên quan đến blockchain đúng không? có, anh cũng có làm một một sản phẩm trong lĩnh vực blockchain và cũng có gọi vốn từ các quỹ nước ngoài. thì cái thời điểm mà upchain của thị trường blockchain ấy thì thường startup nào cũng gọi được vốn cả, mà gọi được nhiều. nếu mà mình biết tận dụng cái thời điểm đó nhưng mà thường thế thì thường thì cái cái giai đoạn đó nó không kéo dài lâu và ngay sau cái thời thời gian đó sẽ là giai đoạn downtrend của thị trường. Thì khi mà thị trường downtrend thì thì những cái sản phẩm mà mình đã xây dựng trước đó thì nó rất khó để thị trường đón nhận. Khi mà nhà đầu tư thì phần lớn là đang thung lỗ rồi và đang bị giam vốn vào những cái dự án, rất nhiều dự án thì người ta sẽ không còn những cái à, hứng thú cũng như là còn những cái động lực để mà có thể tìm hiểu cái sản phẩm của mình là một cái sản phẩm rất là mới. Thì à, thời điểm 2019 thì em nhớ là công ty đang từ 60 người thì giảm xuống còn 3 người. Quả cắt giảm kinh khủng ấy chứ. Quả cắt giảm kinh khủng rất kinh khủng nhưng mà buộc phải buộc phải làm để có thể tiếp tục duy trì. Ba người là trong đó chắc chắn phải có anh CEO rồi và có em, có em gọi là người đã đi qua cơn bão. Đúng rồi thì mình mình trải qua rất nhiều cái mùa mùa up trend và mùa down như vậy thì mình cảm thấy là để mà có thể tồn tại được trong cái thị trường này thì những cái uh, startup hoặc là công ty ấy, thì phải thực sự là xây dựng được những cái sản phẩm mà phục vụ người dùng và có giá trị uh, giá trị đích thực tức là thực sự là phục vụ một cái bài toán gì đó uh, thì mới có thể tồn tại được còn những cái Uh, sản phẩm mà nó giữ kiểu nó vẽ ra rồi chỉ để chỉ để là làm theo trend ấy thì nó sẽ diễn ra rất là nhanh rồi cũng thất bại rất là nhanh. Anh nghĩ là đến một cái uh, rút ra một bài học chắc là cũng phải được trả giá bằng khá nhiều gọi là thất bại, khá là nhiều thương đau đúng không? Bởi vì quá trình 5 năm nói thế thôi nó cũng không thể nào tóm gọn trong một câu trả lời được. Đúng. Nó không chỉ là đơn giản là những cái thất bại về mặt sản phẩm mà nó còn rất nhiều những cái À, kỷ niệm buồn khi mà ấy, những đồng nghiệp của mình những người anh, những người em ấy, đã làm cùng với mình à, đồng cam cộng khổ thì thì lần lượt ra đi, chỉ còn mình mình ở lại. Ừ, họ à đó là câu chuyện mà em đang nhắc đến câu chuyện đó, từ 60 người còn ba người đúng không? Từ 60 người còn ba người. À. Nhưng mà em thấy là à, khi mà mình đã 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 từng làm việc chung rồi và cũng đã từng à, chia sẻ những cái khó khăn với nhau ấy thì À, sau này khi mà có cơ hội thì bọn em vẫn còn à, vẫn còn giữ với nhau và khi mà có cơ dự án chung ấy thì vẫn còn hợp tác được ừ, anh cũng vậy bọn anh thế spy room thì à, cũng có người đến có người đi tại vì trong quá trình bọn anh cũng làm 7 năm 8 năm rồi sẽ có người mới đến có người cũ đi nhưng được cái là mình sẽ luôn luôn giữ được cái mối quan hệ tốt và anh em thì vẫn luôn có thể giúp nhau được và giờ anh nghĩ đấy là một cái một cái điều rất là vui khi mà mình làm startup và mình thực sự tạo ra những cái giá trị mà rất nhiều người cùng tin tưởng ấy. Thì có thể là bởi vì những lý do khách quan là mình không thể nào biết được nó là hoàn cảnh bất đắc dĩ thôi nhưng mà đến cuối cùng thì mọi người vẫn luôn rất là tôn trọng và ủng hộ nhau thì nghĩ cái đấy là cái quan trọng nhất em cũng còn nói đến những cái câu chuyện tương đối khó khăn liên quan đến thị trường ở trong lĩnh vực blockchain ngoài những cái đấy ra thì ví dụ như với một người mới hoàn toàn khi hoặc là em thì em đã từng là một người mới khi em vào thị trường blockchain này thì em có gặp những khó khăn gì khác ngoài câu chuyện nó dựa rất nhiều vào thị trường nó sẽ có lúc thị trường lên rất hưng phấn và dòng tiền cũng đổ về rất nhiều nhưng ngược lại sẽ có lúc mà thị trường gần như là kiệt quệ thì đó là một cái mà anh nghĩ ai cũng có thể nhìn thấy nhưng có những thứ đặc biệt là liên quan đến kỹ thuật hay gì đấy mà khó khăn không? tức là em đã đưa ra cái khái niệm công nghệ blockchain là gì à, thì khó khăn nó cũng chính là những cái mà à, nó 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 sinh ra từ những cái mà em vừa nói tức là công nghệ blockchain là một công nghệ cách mạng, nó nhưng mới. tuy nhiên đúng rồi nó lại còn mới, cho nên là những cái ứng dụng ở trên nó ấy, thì nó sẽ phải uh, chịu cái rào cản về mặt công nghệ. Đó. Ví dụ như là 2017 ấy, thì tụi em có xây dựng một cái sàn giao dịch trên công nghệ blockchain thì thường một sàn giao dịch thì cái cái quan trọng nhất đấy là liên quan tốc đến thanh khoản đúng không, tốc độ xử lý. Hồi đấy là chỉ có Uh, nền tảng là Ethereum là hỗ trợ những cái liên quan đến smart contract tức là có thể mình có thể xử lý được những cái logic ở trên cái uh, cái, cái 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 mạng đó. Tuy nhiên là cái mạng Ethereum thời điểm đó nó vẫn còn sơ khai ấy, và nó còn chưa nhanh bây giờ. Và có những thời điểm em nhớ là người ta mua mèo với <laughs> <laughs> nhiều quá mà sập cả luôn một cái mạng trong vòng khoảng em nhớ là 4 tiếng gì đấy tức là mình 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 đang tổ chức một cái sự kiện làm sao để hướng dẫn người dùng tham gia vào cái nền tảng của mình tuy nhiên là cái mạng ấy thời điểm nó lại sập luôn 4 tiếng trong trong cái thời gian sự kiện đấy thì em cũng nhớ là đấy là một cái kiến một cái kỷ niệm khá là đau thương ừ. <laughs> thì thời điểm đó thì để mà có thể khắc phục cũng như là là giải quyết cái bài toán đó bọn em buộc phải buộc phải tạo ra một cái hệ thống hệ thống gọi là nếu như bây giờ thì người ta sẽ gọi là hệ thống two layer layer true ấy. Tức là một cái cái hệ thống đệm cho phép mình xử lý những cái giao dịch rất là nhanh ở trên đấy trước khi mà mình mình chuyển nó qua uh, blockchain thì đó chính là cái những cái mà khó khăn mà em gặp phải đó là giới hạn về mặt công nghệ ừ. và đôi khi mình sẽ phải vượt qua giới hạn đấy bằng những cái đúng rồi mình buộc phải tạo ra phương những pháp cái là tương đối mới và gần như là không có cái để tham khảo đúng rồi tại vì là những công nghệ blockchain thực ra nó một nền tảng và những cái ứng dụng mà đang xây dựng trên công công nghệ đó ấy, thực ra là nó đang có rồi em ví dụ như là game thì trước giờ mình cũng có thanh toán rồi đúng không rồi các cái liên quan đến nông nghiệp thì mình hoàn toàn có thể sử dụng những cái hệ thống truyền thống hoặc là ngân hàng hoặc là thanh toán thì các hệ thống đều hệ thống truyền thống á thì nó đều giải quyết được rồi nhưng mà khi mà mình sử dụng nó muốn ứng dụng những cái cái công nghệ blockchain cho những cái mà mình muốn ấy, thì nhiều khi công nghệ trên nó chưa đáp ứng được đấy. cho nên là lúc nào nó mình cũng phải là trong trong một cái tinh thần là mở và sẵn sàng sẵn sàng để mà có thể nghiên cứu những cái giải pháp để mà có thể lấp những cái lỗ hổng đấy. Ừ. ừ. Anh nghĩ là một mặt thì nó là khó khăn nhưng mà anh nghĩ ngược lại nó cũng là cái cái thứ thử thách mà khiến cho mình cũng cảm thấy rất là thích nếu mình làm được đúng không? Đúng rồi như kiểu là mình vừa khám phá ra một cái gì mới mà chưa ai làm được mà chưa à, ai làm được. Còn ví dụ nếu mà một cách cỡ là phát triển web truyền thống ấy, chẳng hạn vậy thì có thể là mình lên Stack Overflow, có khi đã có rất nhiều ông giải cái bài toán đấy rồi. Thực ra là uh, công nghệ blockchain trên thì nó cũng là một cái công nghệ nói chung ở trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin thôi. Ừ. Thì người ta vẫn chia sẻ với nhau ở, ở trên ở trên những cái nền tảng như Nhưng là mà chắc Stack chắc là Overflow. Chắc chắn là số lượng chia sẻ nó cũng không đủ nhiều như kiểu kia được bởi vì những cái lĩnh vực kia nó đã ở đấy rất lâu rồi và người ta đã gặp đủ vấn đề rồi em ví dụ nhá thì có 10 ông cùng làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ấy thì có thể là có 8 ông làm ở trong các lĩnh vực truyền thống các công ty truyền thống ví dụ như là ngân hàng này rồi thương mại điện tử này rồi web phát triển web thì chắc chỉ khoảng tầm hai ông là có biết tới công nghệ blockchain và chắc là chỉ có một ông là có thể làm được cho nên là thị trường lao động À, tuyển dụng ở trong cái lĩnh vực này nó vẫn còn rất là mới em nhớ là thời điểm 2017 nghìn để mà tuyển dụng được một bạn mà có khả năng à, viết những cái smart contract à, trên nền tảng ethereum ấy thì chắc là mỏi mắt luôn đó. thì đó cũng là một cái khó khăn mà mà tụi em gặp phải đó là vấn đề nhân sự khi mà những cái mà mình đang làm ấy thì không phải ai cũng biết và khi mà khi mà mình tuyển dụng người ta rồi mà mình cũng phải training rất là nhiều để mà người ta hiểu được những cái bài toán mà mình đang giải quyết đấy, thì đấy cũng là một cái khó khăn nữa mà mà tụi em gặp phải đó là vấn đề con người ừ ừ ờ, khi mà em làm uh, trong lĩnh vực blockchain này thì uh, bạn bè này hay gia đình thì có hiểu không và mọi người có ủng hộ hay các bạn có khó khăn hay đấy cũng là một khó khăn để cho mọi người hiểu rằng mình đang làm gì em thấy là để mà giải thích được là mình đang làm gì cho cho bạn bè hoặc là bố mẹ thì cũng khá là khó, tại vì là công nghệ bước trên thì, thì mới lắm. Ví dụ như là bây giờ mà mình bảo là con làm ở FPT hoặc con làm viettel, hả? hoặc là con làm ở ngân hàng thì đó thì là các các cụ là biết ngay. OK, FPT thì chắc là chắc mày mày làm phần mềm đúng không? Suốt ngày ngồi ngồi gõ gõ, gõ phần mềm. Rồi viettel thì chắc là làm cái gì? nữa quan viễn thông đúng không? hoặc ngân hàng thì chắc là ngồi quay ví dụ thế các cụ rất là hiểu nhưng mà bây giờ mình bảo mà mình làm ở trong cái lĩnh vực này thì nhiều khi bố mẹ cũng không hiểu và những cái mà mà người thân mình biết được cái cái công nghệ này nhiều khi nó không được tích cực lắm đó là những cái cái công ty à, sử dụng cái mạo danh thôi công nghệ blockchain để mà lừa đảo nên còn đấy đa cấp các thứ thì hoặc là những cái đợt mà à bitcoin ấy, thì ở trên tv người ta nói đến những cái việc mà à, bitcoin bị cấm ở đâu đó hoặc là sử dụng để thanh toán cho những cái liên quan đến khủng bố thì nhiều khi mọi người có một cái nhìn chưa tích cực về cái công nghệ này nhưng mà thực tế thì như em nói vừa nãy thì blockchain thực tế nó là một nền tảng thôi và người ta có thể xây dựng rất nhiều những cái ứng dụng trên đó có thể ứng dụng là tốt hoặc có ứng dụng xấu thì um, việc của mình là làm sao những cái dự án mà mình làm ra ấy, đó nó đem lại lợi ích cho người dùng và nó tích cực. Đó. Còn em giải thích cho cho bố mẹ em ấy thì thường thường thì em giải thích là con làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đó. tức là mình giải thích rất là chung thôi, Chứ không không chi tiết đến cái à, đến cái chi tiết công việc của mình là con làm trong lĩnh vực gì, nó có liên quan đến cái gì kiểu vậy. Ừ. Nên là bố mẹ em cũng khá là đồng, là ủng hộ em và cũng không có vấn đề gì với Vâng tại vì là em nghĩ uh, Blockchain thực ra nó là một cái ứng dụng thôi Ví dụ như là các bạn làm IT Thì các bạn có thể làm thương mại điện tử Các bạn cũng có thể làm Blockchain Thì um, Miễn là đó là một công việc chân chính thôi Còn uh, uh, Còn mình làm trong lĩnh vực gì Miễn là mình làm uh, Mình làm những cái sản phẩm tốt Thì mình sẽ không không có Cảm thấy là có lỗi ừ. đó. Thì Bố mẹ em thì cũng khá là thoải mái ừ em có vừa nãy em có nói về câu chuyện là uh, công nghệ blockchain này nó có bị uh, tức là cái nhìn từ xã hội nó đang có những cái mà chưa được gọi là toàn diện, chưa được uh, đầy đủ lắm. Cá nhân em có trong cái hành trình của mình em có mong muốn làm được cái điều gì đấy để thay đổi cái hoặc là tạo ra cái ảnh hưởng gì đó mà thay đổi được cái góc nhìn kiểu như vậy không để cho nó có một cái nhìn cân bằng hơn. Ừ. cái này thì thì nó cũng là một cái sứ mệnh mà Nami Foundation được tạo ra tụi em rất muốn là có thể hỗ trợ và xây dựng những cái dự án mà à, thực sự đem lại giá trị cho người dùng và tạo ra giá trị thẳng dư cho xã hội à, nó không nó sẽ không phải là những dự án mà theo trend nó phải thực sự là những cái dự án mà mà cái mục đích rất là tốt à, có tính cách mạng thì để mà làm được việc đó thì thì tụi em đã à, thành lập những cái quỹ để mà có thể hỗ trợ rồi cũng như là um, hỗ trợ không chỉ về về mặt à, về mặt à, tài chính mà còn về mặt kiến thức có thể là những cái cuộc um, cuộc thi à, khởi nghiệp hoặc là những cái buổi mà chia sẻ à, kiến thức cho các bạn sinh viên thì hiện tại Nam Việt cũng có liên kết với hai trường đại học là IMIT ở Hồ Chí Minh và Đại học Ngoại thương Hồ Chí Minh để có thể chia sẻ những cái kiến thức à, liên quan đến lĩnh vực này đối với các bạn sinh viên đó Thì em nghĩ là um, Cái Cái mà mình có thể làm tốt Để mà có thể mọi người có một cái nhìn, nhìn khác Không phải là một cái nhìn khác Mà một cái nhìn rõ hơn Về cái lĩnh vực của mình đó là uh, Mình phải chia sẻ Cũng như là thực sự là mình tạo ra giá trị cho mọi người đó, Thì uh, Nó sẽ là những cái thông tin Bổ sung Cho những cái mà mọi người đã biết về cái công nghệ này Ừ Ừ anh khá là đồng tình với cái quan điểm đó tức là mình phải cố gắng làm thật tốt và mình khi mình làm và mình tạo ra giá trị thật thì dần dần là mọi người cũng sẽ có cái nhìn nó cân bằng hơn và ngược lại mình cũng sẽ giúp cho thị trường trở nên trong sạch hơn phần nào đó anh nghĩ vậy bởi vì blockchain dù sao cũng là một thị trường rất là mới nên câu chuyện là nó tranh tối tranh sáng nó có cái này cái kia thì cũng là vì mọi người cũng đang bị thiếu thông tin quá và anh cũng hy vọng rằng là trong hành trình sắp tới của bọn em thì bọn em cũng có thể giúp cho cái lượng thông tin đúng đắn em có thể giáo dục được thị trường để mọi người hiểu rõ hơn thì cũng hy vọng rằng là cái hành trình sắp tới của của em cá nhân em và có thể là của, của Nami nữa thì cũng sẽ phần nào là giúp cho mọi thứ nó tốt hơn so với ở thời điểm hiện tại anh nghĩ là anh em mình cũng đã nói chuyện với nhau một quãng thời gian khá dài rồi anh còn một câu hỏi cuối cùng mình đã đi qua rất nhiều thứ từ câu chuyện cá nhân câu chuyện nghề nghiệp rồi thậm chí là qua cả một vấn đề rất là lớn như một, như một một công nghệ về vấn đề công nghệ này hoặc là vấn đề một cái ngành để kết lại thì anh thực sự muốn hỏi em em có một cái lời khuyên nào đấy dành cho các bạn trẻ ví dụ như bây giờ muốn dấn thân vào lĩnh vực blockchain thì các bạn nên làm gì một lời khuyên nào đấy, anh nghĩ là um, càng chi tiết càng càng chi tiết và càng cụ thể càng tốt để cho các bạn có thể cũng may là bắt đầu luôn theo em ấy thì blockchain ấy, nó cũng giống như bất kỳ một cái lĩnh vực nào uh, đối với các bạn trẻ thôi tại vì là uh, xã hội hiện tại ấy, thì nó thay đổi rất là nhanh những cái kiến thức mà mình học ở trường đại học ấy, thì uh, thậm chí là mình chưa học xong thì nó đã lỗi thời rồi tuy nhiên là các bạn muốn uh, tham gia vào cái lĩnh vực này thì trước hết ấy, em nghĩ là các bạn cần phải chuẩn bị một cái nền tảng kiến thức thật là tốt và mình mình cần phải xác định là mình sẽ làm gì trong lĩnh vực này à, ví dụ là mình muốn làm uh, mảng công nghệ chẳng hạn thì mình phải tìm hiểu kỹ những cái công nghệ mà cái mà blockchain này nó có sử dụng ví dụ như là uh, công nghệ thông tin thì có sẽ có các cái liên quan đến cơ sở dữ liệu rồi hạ tầng rồi bảo mật rồi uh, mình có thể tìm hiểu thêm về các công nghệ blockchain hiện tại thì các trường đại học em thấy là cũng có bắt đầu có uh, những cái cái môn học liên quan đến công nghệ này là công nghệ xử lý phân tán ấy. còn nếu các bạn mà làm marketing mà muốn tìm hiểu công nghệ này thì các bạn cần phải trước hết là phải vững về cái marketing của mình đã sau đó mình sẽ tìm hiểu thêm những cái kiến thức để mình hiểu về cái ngành này cũng như là hiểu là cái cái thị trường nó như thế nào rồi những cái cái xu hướng như thế nào về ví dụ là về làm về thiết kế sản phẩm UX hạn thì các bạn cũng nên là là sử dụng và trải nghiệm những cái cái sản phẩm đang có trên thị trường, tại vì là nó khác với cả những cái sản phẩm truyền thống ấy, thì những sản phẩm mà ứng dụng công nghệ blockchain ấy thì thì em thấy là nó có một đặc điểm chung đấy là nó đều có một cái tính cách mạng gì trong đấy. Ta khi mà người ta sử dụng cái sản phẩm đấy thì người ta đều cảm nhận là oh, ok này rất là mới. Đó. Thì mình cần phải cần phải tìm hiểu cũng như là dùng thử để mà quen. Đó, đấy là cái đầu tiên em muốn chia sẻ với các bạn. Cái thứ hai ấy là mình cần tìm hiểu thêm về những cái thông tin liên quan đến các cái công ty hoặc là startup làm trong lĩnh vực này thì cái này em nghĩ là uh, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các cái trang tin tức ấy, thì nó cũng có rất nhiều và uh, ngay cả em nghĩ là trên Spyroom thì mình cũng sẽ chia sẻ một số các cái dự án cũng có một số bạn cũng có một số bài viết liên quan đến blockchain ở trên trên Spyroom đúng rồi đó thì cái thứ hai là mình cần phải uh, tìm hiểu đó là uh, mình sẽ làm ở đâu đó cái thứ nhất là mình làm gì, thứ hai là mình làm ở đâu. còn cái thứ ba thì em nghĩ cũng khá là quan trọng đó là các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần là tinh thần cần phải thích nghi thật nhanh. tại vì là những cái công nghệ mới ấy, như là công nghệ blockchain ấy thì nó sẽ thay đổi và phát triển rất là nhanh. cho nên mình phải buộc phải chuẩn bị sẵn một cái tâm lý là, ok mình mình phải sẵn sàng, mình phải dũng cảm, mình đối mặt với nó và mình có thể thay uh, thích nghi với nó. Đó. thì mình khi mà mình chuẩn bị đủ ba cái đó và và mình tìm một cái công việc trong lĩnh vực này rồi thì em nghĩ là các bạn sẽ phát triển nhanh và thành công. Ừ. câu trả lời khá là đầy đủ để kết lại một chương trình mà anh nghĩ là cũng cung cấp rất nhiều thông tin cho các bạn tham gia các bạn khán thính giả mà đang theo dõi podcast người trong môn nghề. như vậy là chúng ta vừa mới kết thúc một cuộc nói chuyện khá là dài và rất nhiều thông tin thú vị với trung. mình hy vọng là các khán thính giả của podcast người trong môn nghề đã thu thập cho mình được những thông tin hữu ích nếu các bạn còn có thắc mắc hay mong muốn gì đối với khách mời hoặc với đội ngũ người trong môn nghề thì vui lòng để lại bình luận ở phần comment tụi mình sẽ xem và cố gắng là trong thời gian sắp tới sẽ đưa ra nhiều các thông tin và các tập podcast tiếp theo giải đáp tất cả các thắc mắc về nghề nghiệp cho tất cả các bạn còn ở thời điểm hiện tại Chung em có muốn nói lời cuối gì với các khán giả của người trong môn nghề không? Ok thì hôm nay em cũng rất là vui khi được tham dự chương trình là người trong môn nghề và chia sẻ những cái trải nghiệm của mình À, trong công việc đối với các bạn trẻ thì à, em hy vọng là các bạn trẻ sẽ luôn giữ được cái tinh thần lạc quan cũng như là à, cái à, sự dũng cảm để có thể tìm hiểu cũng như là à, có thể tham gia vào cái à, lĩnh vực này thì em rất mong là à, mình có thể làm à, đồng nghiệp à, với những cái bạn à, mà có hứng thú với công nghệ blockchain thì à, ok lần cuối thì em à, xin phép là gửi lời chào tới các bạn cũng như là chương trình xin chào và hẹn gặp lại